Trong khi đó, thì bất chấp những nỗ lực trong công tác phòng chống dịch cũng như là lệnh cấm các hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống của chính phủ và của tỉnh, tại các khu vực xung quanh các khu công nghiệp thuộc địa bàn huyện Việt Yên vẫn tràn lan các hàng quán hoạt động gây nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh. Những hình ảnh này được ghi lại tại các khu vực xung quanh khu công nghiệp Quang Châu, khu công nghiệp Đình Chám trong buổi sáng ngày hôm nay. Rất nhiều hàng quán phục vụ ăn uống vẫn hoạt động. Điều đáng nói tại những hàng quán như thế này thường xuyên có tình trạng tập trung đông người. Ở nhiều quán hàng ăn uống có tới vài chục người nhưng không có ai đeo khẩu trang, có người đeo cũng như không. Được biết khu vực xung quanh khu công nghiệp thường tập trung số lượng lớn công nhân. Trong những thời điểm đầu giờ buổi sáng và cuối giờ chiều, lực lượng công nhân lên tới hàng vạn người. Không chỉ có vậy, tại hầu hết các quán ăn sáng, cà phê trên địa bàn huyện Việt Yên vẫn mở cửa như ngày thường. Nguyên nhân được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện cho biết, do ngày đầu thực hiện thông báo nên vẫn gặp phải khó khăn trong việc thay đổi thói quen của người dân cũng như người kinh doanh. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân huyện khẳng định trong ngày hôm nay sẽ yêu cầu các cửa hàng kinh doanh ăn uống, cà phê tạm thời đóng cửa theo quy định. Qua kiểm tra từ sáng sớm đến nay thì vẫn phát hiện một số các cái điểm kinh doanh nhỏ lẻ, chủ yếu là các quán ăn sáng thì vẫn còn hoạt động lác đác ở một số nơi. Hiện nay thì chúng tôi toàn bộ lãnh đạo Ủy ban dân huyện và ban chỉ đạo đã đang đi các cơ sở và yêu cầu là Ủy ban dân các xã thị trấn có nhắc nhở và xử lý nghiêm túc những trường hợp mà đã được nhắc nhở, được thông báo trực tiếp từ hôm qua thì hôm nay sẽ kiên quyết lập biên bản và xử lý kịp thời. Với tình hình trên có thể thấy, nếu không có những biện pháp hữu hiệu, việc kiểm soát nguồn lây dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Việt Yên sẽ rất khó khăn. Đây cũng là vấn đề cấp bách đặt ra cho cơ quan chức năng của huyện trong công tác phòng chống dịch những ngày tới.